Đến lại ông anh của cô luôn, cuối cùng thì cô trò mình cũng tìm thấy lớp học. Em cũng đến chết mất thôi cô ạ, lớp học gì mà ở giữa sa mạc em còn không mang kem chống nắng nữa. Cô cũng không biết đầu óc của ông nghĩ gì nữa, chọn cái lớp học đi nửa ngày mới đến. Hai cô trò này làm cho gì mà đến muộn thế hả? Có biết là học sinh đứng đợi chết nắng rồi không? Còn không mau xin lỗi mọi người nhanh. Anh mà không đăng ký cái lớp học bất ổn giữa sa mạc này thì cô trò em đã không đến muộn. Hôm nay anh là người to nhất ở lớp học này, cấm cãi biết chưa? Em nghĩ của này cô trò mình toang rồi cô ạ. Sợ cái gì? Có cô bảo kê rồi, cứ lấy máy tính ra chơi đi. Em sẽ nghe lời cô phải bảo kê cho em đó nhé. Thôi đừng nói nữa, mau vào chơi măn cờ rắt với cô. Hai cô trò này đúng là coi lời nói của tôi không ra gì mà. Đã đến muộn là mọi người phải chờ rồi mà còn dám chơi máy tính. Chắc là muốn đứng giữa sa mạc này đến tối đây mà. Bình tĩnh nào anh, cất kiếm đi. Cô trò em hứa không chơi nữa. Đúng vậy thầy ơi, em không chơi nữa. Được rồi, thầy sẽ tha cho hai cô trò lần này, đừng để có lần sau nữa. Thế mà cô bảo là sẽ bảo kê cho em đó. Cô đã nói là cô làm được. Em mở mắt to ra mà nhìn đây này. Em đã tin cô giáo của em chưa nào? Vậy bây giờ cô trò mình làm gì tiếp theo đây cô? Đầu tiên cô trò mình vào trong ngôi đền sa mạc này trúng cái đà. Nhưng cái bẫy trong ngôi đền sa mạc này đủ để bón hành ông anh cô. Thôi vào đây chơi máy tính tiếp nào em. Em vào đây, cuối cùng cũng có thể chơi thoải mái rồi. Hai cô trò lão tết này, nó dám tấn công lén tôi trong lúc tôi giảng bài. Chắc chắn là hai cô trò này chưa chạy đi đâu xa được. Xem ra kia chắc là khối ao rồi, khả năng là trốn dưới đó. Thấy sáng sáng là tôi đã nghi rồi, ai ngờ là dung nham chứ. Đúng là tức điên quá mà. Vậy chỉ còn khối ao bên này là căn cứ bí mật thôi. Khối ao này cũng là bẫy, trên còn nhà bà Vinh quá. Hai cô trò đáng ghét này trốn ở đâu được nhỉ? Đây rồi, ở kia có cánh cửa đi vào trong ngôi đền. Lần này thì đừng xin tha thứ nữa. Để xem thầy thoát kiểu gì nhé. Quả này thì thầy toang thật rồi cô ơi. Bom nổ như thế kia thì chỉ có tan nát hết luôn. Đừng mừng vội em ơi, chưa biết đâu mà lần. Thôi cứ đi theo cô nào. Theo cô ra ngoài này, nơi có cái bẫy tối thượng mà cô đã chuẩn bị. Tiếp tục chơi máy tính nữa nào em ơi. Ác, ác hơn cả con tê giác. Với số bom như thế thì chắc chắn là hai trò này muốn tôi không còn toàn thay mà. Ở đây có ba cánh cửa linh cảm bảo tôi là cánh cửa bên phải này. Chết rồi, sự tức giận nó làm cho đầu óc không được chính xác nữa. Tôi phải bình tĩnh lại để đưa ra những lựa chọn khôn ngoan hơn. Khả năng là cái cánh cửa này. Cay lắm rồi đấy, tôi mà không bêm hai cô trò kia hả giận thì tôi không phải là thầy giáo phát xít. Hai cô trò này chuẩn bị xác con nhà bà định giống của trứng kia đi. Hóa ra là trốn ở ngoài này. Lần này thì hai cô trò có chạy lên quận nhé. Không ngờ cái bẫy tối thượng cô nói là đây sao? Bà giáo cũng nguy hiểm thật đấy. Tôi phải tránh chọc điên bà giáo mới được. Em đang lên thiên cái gì thế? Còn không mau vào chơi tiếp đi.